Đời người tuyệt đối đừng cúi đầu trước bốn điều sai. Thứ nhất, không cúi đầu trước bệnh tật. Trước 60 tuổi, ta tin tưởng vào bản thân, cảm sốt cũng chỉ uống ngụm nước là khỏi, bệnh nặng cũng ngủ một giấc là xong. Sau 60 tuổi, ta hiểu được cách trân trọng bản thân cũng là lúc huyết áp cao, mỡ máu cao, đường máu cao không mời mà đến. Tuy thế, chúng ta không vì bệnh tật mà đánh mất niềm đam mê vào cuộc sống, quên mất cách hưởng thụ những vẻ đẹp của trần gian. Chỉ cần một lần cúi đầu trước bệnh tật, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội để chủ động thay đổi hiện trạng của chính mình. Sinh, lão, bệnh, tử là những giai đoạn mà ai cũng phải đi qua trong mỗi cuộc đời. Chúng ta chạy không thoát, nhưng không hẳn chúng ta có thể thua trong mọi cuộc chiến. Chỉ cần tâm thái và ý chí vẫn còn, rất nhiều người bệnh còn chiến thắng cả mầm mống ung thư quái ác. Thứ hai, không nên cúi đầu trước con cái. Không cúi đầu ở đây không đại biểu cho thái độ ương ngạnh, bảo thủ, chỉ chăm chăm áp đặt ý kiến của mình, mà thể hiện thái độ không phụ thuộc vào con cái của người lớn tuổi. Khi chúng ta già đi cũng là lúc con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, có những trách nhiệm riêng mà chúng phải gánh vác. Vì vậy, để gìn giữ mối quan hệ không xảy ra tranh chấp, xung đột, chúng ta không nên can thiệp vào đời sống riêng của con cái quá nhiều. Hãy cân bằng trọng tâm cuộc sống giữa người thân và bản thân, chỉ dành trọn vẹn thời gian cho một đối tượng duy nhất. Chúng ta vừa chịu áp lực, đối phương cũng cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Do đó, thỉnh thoảng cả gia đình cùng tụ tập, vui vầy bên con cháu, bày vài mâm cơm, thỉnh thoảng lại hẹn gặp những người bạn già, cùng nhau đi du lịch, tâm sự vài câu chuyện cũ bên chén trà thơm. Đó cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống của riêng mỗi người. Thứ ba, không bao giờ cúi đầu trước tiền bạc. Tiền bạc vật chất không bao giờ là đủ, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt. Đừng vì những thứ vật ngoài thân mà đánh đổi bằng hạnh phúc và thành tín mà chúng ta đang có. Đôi khi ngồi uống trà thơm, cơm canh đạm bạc cùng người ta yêu thương còn hơn quỵ lụy, lạnh lục để đổi lại một bữa bào ngư vi cá người ngoài bỏ đi. Do đó đừng để những năm tháng cuối đời mù quáng trong dục vọng, bạc tiền và ham muốn vật chất. Kim tiền, địa vị, sự nghiệp, danh tiếng bấy giờ đều không giá trị bằng một phần nghìn cuộc sống bình thản, ung dung nhưng ý nghĩa. Thứ tư, không cúi đầu trước năm tháng. Khi ta đi xe hơi thì vẫn có người đi xe máy, khi ta đi xe máy thì vẫn có người đi bộ, khi ta đi bộ lại có người đang chống gậy. Khi ta chống gậy, vẫn còn người cụt chân. Khi ta cụt chân, hãy còn có người mất mạng. Như vậy, năm tháng trở nên không còn đáng sợ nữa. Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai cũng chẳng thể biết trước điều chi. Mỗi ngày chẳng thể đều là một ngày vui, thuận lòng như ý. Nhưng mỗi ngày chúng ta đều phải có một tâm trạng thật tốt. Điều này chỉ có thể dựa vào nội tâm mạnh mẽ, nơi tâm hồn sâu thẳm. Như vậy, dù cuộc sống ngắn ngủi hay dài lâu, chúng ta cũng có thể hưởng thụ trọn vẹn, không còn gì nuối tiếc. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.